Tử vi tuổi Dần năm 2023 thoát khỏi năm tuổi, tài lộc ùn ùn kéo tới. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, luận giải tử vi năm Quý Mão cho tuổi Dần dựa trên mối tương quan giữa bản mệnh và lưu niên cũng như hệ thống sao chiếu mệnh, dựa trên những cơ sở tử vi khoa học mà đoán định cát hung trong vận hạn năm 2023 của người tuổi Dần, cụ thể như sau. 1. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi Dần năm 2023 khác với tuổi Dần 2022, bước sang năm này, thoát khỏi thái tuế lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên tuổi Dần có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó. Năm Quý Mão 2023 cũng đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh sự nghiệp khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, tuổi Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh, đây sẽ là cơ hội để Dần lấy lại những gì đã mất trong năm 2022 trước đó. Có thể thấy con giáp này đang tự tạo ra động lực cố gắng cho mình, bởi nếu không tự mình có đam mê, sẽ rất khó có ai đó hay việc gì đó đủ năng lực để khiến Dần thay đổi suy nghĩ. Trong năm, bạn cũng khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, bạn nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Đừng ngại va chạm, bởi phải có va chạm và cạnh tranh, bạn mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, các tinh này có lợi cho nam mệnh hơn nữ mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy bạn có thể thêm sự xông xáo, dám nghĩ dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy, nhưng do ngũ hành của Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, khó khăn cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào, nhất là vào những thời điểm bản mệnh chủ quan lơ là. Đặc biệt năm nay, Dần còn bị sao trực phù chiếu, sự đa nghi của bạn trở nên mạnh mẽ hơn, bạn khó tin tưởng người khác trong quá trình làm việc chung nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Con giáp này có xu hướng muốn tách biệt, làm việc độc lập bởi cho rằng mọi thứ mình làm chỉ có bạn mới hiểu và nắm chắc. Có bàn tay người khác nhúng vào rất dễ nảy sinh xung đột, song cũng bởi thế mà mọi việc phải tự thân một mình cố gắng, đôi khi vất vả mà còn không được ghi nhận xứng đáng vì sức người có hạn. Bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, trở nên nóng nảy trong cách hành động, làm việc và lời nói. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu cũng nên chú ý hoàn cảnh, kẻo sức thị phi vào người. Và những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc tuổi Dần 2023. Tử vi 2023 Quý Mão dự báo về phương diện tài lộc, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của tuổi Dần không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của những chú hổ cũng được đảm bảo, chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tác vẫn có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt là những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối. Nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân trong lúc này. Vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế trong năm bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn, và những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023. 3. Tử vi tình duyên tuổi Dần 2023. Ngũ hành xung khắc dự báo đường tình duyên của tuổi Dần đối mặt với khá nhiều trở ngại trong năm này. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân đều có những nỗi buồn tủi khó chia sẻ. Với các cặp đôi, hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không được tháo gỡ kịp thời có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này với nửa kia. Nếu có thể tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu, vấn đề đó có lẽ không nghiêm trọng đến vậy. Đáng lo ngại hơn cả là có dấu hiệu người thứ ba xuất hiện, cố gắng chen chân vào giữa hai bạn khi khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn. Những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ đó phá hoại tình yêu mà hai bạn đã vất vả xây dựng lên.
Còn với người độc thân, dù có một vài cơ hội hẹn hò, song mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu. Bản thân bạn cũng không đủ kiên nhẫn ở giai đoạn đầu của cuộc tìm hiểu, nên mọi thứ diễn ra và kết thúc khá chóng vánh. Có vẻ như bạn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và có tính ràng buộc lúc này. Nhưng nếu cứ vui chơi qua đường rồi thôi, bạn có thể sẽ làm tổn thương và bỏ lỡ người thật sự yêu thương mình. Quan sát này cần có trách nhiệm hơn với cảm xúc của bản thân và những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình. Kim bài Thái Tuế và Linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Dần năm 2023. Về phương diện sức khỏe, tuổi Dần có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bạn nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, đặc biệt chớ nên bỏ bữa dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày và đường tiêu hóa của bạn. Bên cạnh đó, Dần cũng nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể dục thể thao. Lười vận động không tốt nhưng vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Bạn nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra trong năm cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao vực sâu, nhiều âm khí, kẻo vong thần gây họa, tính mạng có thể gặp bất trắc. Và những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Dần. 1. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng mở đầu năm 2023, người tuổi Dần nhận được nhiều sự hỗ trợ từ người quen như bạn bè, anh em, đồng nghiệp cũ để mở mang sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên đó chỉ là những sự trợ giúp mang tính phụ trợ, chứ không thể hoàn toàn làm thay bạn hay kiểm soát tình hình. Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe cũng khiến bạn gặp nhiều trở ngại. Tuổi này nên đề phòng các tổn thương về mô cơ, những triệu chứng khó chịu về đường tiêu hóa. Ngoài ra một số người cũng đón đào hoa về tình cảm, dễ gặp được người khác phái có tính cách giống mình. Tuy nhiên bạn nên đón nhận mọi thứ với thái độ nghiêm túc để tránh rắc rối không đáng. 2. Tử vi tháng 2 năm 2023 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Dần trong tháng 2 có những trở ngại nhất định, dễ bị cướp đoạt, mất cơ hội. Các dự án cạnh tranh của con giáp này cũng phát sinh nhiều sự cố bất lợi, thời gian này không thích hợp để thay đổi công việc mới. Thêm vào đó, áp lực về kinh tế cũng gia tăng, các khoản chi trả sinh hoạt tăng lên, bản mệnh còn có thể phải bỏ ra một khoản không nhỏ, lo việc gia đình hay tăng cường xã giao, nên túi tiền rơi vào tình trạng báo động. Đào hoa trong tháng có, nhưng đa phần là đào hoa xấu, con giáp này dễ phải lòng một ai đó chỉ qua đôi lần tiếp xúc. Nhưng khi sự tươi mới ban đầu qua đi, bạn có thể sẽ vỡ mộng vì những ảo tưởng trước đó của mình. 3. Tử vi tháng 3 năm 2023 âm lịch. Trong tháng này, tuổi Dần có điềm báo hao tài khá rõ, có thể do mải chạy theo những dự án không phù hợp với năng lực của mình mà bản mệnh gặp tổn thất không nhỏ, phải trả giá bằng tiền túi. Thời gian này bạn nên tăng cường hùn hạp vốn làm ăn với người quen, thay vì tự mình cáng đáng, có người san sẻ và cùng tính toán bao giờ cũng hạn chế được tổn thất nặng nề. 4. Tử vi tháng 4. Đây tiếp tục là một tháng tài lộc của tuổi Dần bị giảm sút nghiêm trọng, tiền bạc không mấy dư dả, không thích hợp đầu tư mạo hiểm hay chạy theo xu hướng nhất thời. Vấn đề chi tiêu cũng phải được tính toán cẩn thận. Không chỉ vậy, bản mệnh còn có nguy cơ vướng họa thị phi. Quá trình giao tiếp nảy sinh những bất đồng khiến mối quan hệ đôi bên rơi vào tình trạng căng thẳng. Tiểu nhân có thể nhân cơ hội này tìm cách hạ bệ, bôi nhọ danh tiếng của bạn. Đồng thời tâm tính của tuổi Dần cũng xu hướng nóng nảy hơn, dễ có suy nghĩ cực đoan, không thích bị kiểm soát. Tháng này bạn cũng có cơ hội học hành, nâng cao trình độ nhưng cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, nếu không tìm mọi thứ vẫn sẽ chẳng có sự cải thiện nào rõ rệt. 5. Tử vi tháng 5. Tháng 5 mang tới cho Dần những cơ hội thuận lợi cho việc hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị khách hàng và cải thiện hiệu suất công việc. Bạn có thể tranh thủ để đưa ra những sản phẩm mới nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Nhờ cái duyên kinh doanh, con giáp này có thể thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Dù vậy, bạn cũng không nên hoang mang, khoe mẽ, kẻo lôi kéo, kẻ xấu dòm ngó, sinh lòng tham muốn chiếm đoạt những gì bạn đang có. Một vài mối quan hệ có thể xấu đi do tranh chấp về lợi ích. Nếu xử lý không khéo, đôi bên có thể trở mặt vì tiền. 6. Tử vi tháng 6 năm 2023. Tuổi Dần có nhiều nỗi muộn phiền trong sự nghiệp không mấy lý tưởng ở tháng này. Tiểu nhân vận khá vượng, điềm báo có kẻ động tay động chân vào việc bạn đang làm, gây ra những sự cố và sai sót nửa chừng. Với người làm kinh doanh buôn bán, mặt hàng của bạn vẫn chưa chiếm ưu thế hoàn toàn khi cạnh tranh trên thị trường. Vì lý do này mà lợi nhuận thu về không đạt như kỳ vọng.
Dù vậy, bạn cũng không nên đánh đổi chất lượng để chạy theo số lượng, kẻo ảnh hưởng tới uy tín làm ăn sẽ rất khó lấy lại. 7. Tử vi tháng 7. Khối lượng công việc tăng lên khá rõ, bản mệnh thường xuyên phải xoay vần trong đủ thứ việc và kế hoạch, chẳng lúc nào ngơi tay. Đã vậy, bạn còn có thể vấp phải thái độ bất hợp tác từ đồng nghiệp hoặc bị cấp quản lý gây khó dễ. Áp lực bủa vây càng khiến tinh thần làm việc rệu rã uể oải. Con giáp này khó mà phát huy khả năng như năng lực vốn có. Đây quả là thách thức không nhỏ với tuổi Dần. Nếu bỏ cuộc giữa chừng, bạn sẽ để lại nhiều hối tiếc vì công sức đã đóng góp trước đó. Đừng quá lo lắng, khoảng cuối tháng vận trình sẽ có sự cải thiện nhất định. Lúc này tuổi Dần có sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp bạn giải quyết kha khá vấn đề khó nhằn. 8. Tử vi tháng 8. Cạnh tranh trong tháng tăng lên nhưng đồng thời cũng tạo nguồn động lực để bạn thêm nỗ lực. Tuổi Dần nên tận dụng cơ hội này để phát huy những kinh nghiệm và bản lĩnh mà bản thân đã tích lũy từ lâu. Bạn càng hăng hái sẽ càng có lợi cho tiền đồ sau này của mình. Cơ hội đang có sẵn nên bạn cần tích cực đấu tranh hơn nữa, không nên buông lỏng, nếu không lợi ích cuối cùng vẫn không rơi vào tay bạn. Tất nhiên khó khăn và trắc trở là điều không thể thiếu, nhưng chỉ cần bạn quyết tâm thì hoàn toàn có thể vượt qua được. 9. Tử vi tháng 9. Tháng 9 này, tuổi Dần đón những cơ hội cải thiện thu nhập, lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác vô cùng khả quan. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, tiểu nhân dòng ngó có thể vì lòng ghen tị mà giở trò bất lợi. Nhân duyên cũng khởi sắc hơn, bạn không chỉ có cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ, chỉ dẫn trong các dự án hợp tác, cải thiện hiệu suất công việc mà còn có những buổi giao lưu, mở ra cơ hội tìm được một nửa còn thiếu. Những bạn phải đối mặt với kỳ thi trong tháng này nên chú ý vấn đề giờ giấc, tốt nhất nên xuất phát sớm để tránh muộn giờ. 10. Tử vi tháng 10. Sự nghiệp của tuổi Dần nhìn chung khá bình ổn ở tháng này, việc làm đến đâu xong đến đấy. Thời gian này bạn tập trung hoàn thiện các kế hoạch còn dở dang nên cũng không có nhiều sự đột phá mới mẻ nào. Tháng này cũng có lợi cho người tham gia các kỳ thi sát hạch, đánh giá xin việc. Nếu đang trong quá trình thử việc, tuổi này có thể nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý nhân. Nhưng lưu ý, cạnh tranh cũng tăng lên nên bạn càng phải tranh thủ lợi thế của mình. 11. Tử vi tháng 11. Khá nhiều cơ hội mở rộng công danh sự nghiệp sẽ đến với tuổi Dần ở tháng này. Song vì mọi thứ tới dồn dập cùng lúc nên có thể khiến bạn bị choáng ngợp, không biết lựa chọn ra sao. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn đi trước hoặc người giàu kinh nghiệm để đánh giá tình hình một cách chuẩn xác hơn, từ đó biết mình nên chọn con đường nào. Tháng này một số bạn đang trong quá trình tìm việc cũng chủ động nắm bắt cơ hội để thể hiện, ghi điểm với nhà tuyển dụng, lại có quý nhân cổ vũ tinh thần nên quá trình khá suôn sẻ. 12. Tử vi tháng 12. Trong tháng cuối cùng của năm này, người tuổi Dần gặp may ở cả phương diện sự nghiệp lẫn tình duyên, công việc có sự tăng tiến, đặc biệt người làm với tiếp thị, khách hàng, phụ trách hợp đồng sẽ gặp nhiều may mắn hơn cả. Tuy nhiên, đối thủ vẫn luôn nhăm nhe hòng cướp đoạt công sức của bạn, vậy nên hãy luôn cẩn thận. Về mặt tình cảm, con giáp này có thể gặp được người phù hợp với tiêu chuẩn của bản thân. Cả hai cũng có nhiều điểm chung về tư tưởng và suy nghĩ nên quá trình trò chuyện khá thuận lợi. Bạn có vẻ như đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nên hãy tận dụng cơ hội lần này. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong lá số tử vi của gia chủ tuổi Dần trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!